Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về sản phẩm đó là bạn mơ sai 5EC. Đây là một loại thuốc mà có công dụng đó là trừ ruồi, muỗi và các côn trùng gây hại. Đây là hình ảnh của sản phẩm mà hoạt chất chính của thuốc đó là hoạt chất betamethrin, đối tượng diệt trừ đó là muỗi và ruồi. Đặc tính và công dụng nổi trội đó là chuyên dùng để phun không gian trừ muỗi, sốt xuất huyết và ruồi, hiệu quả cao, hạ gục nhanh, mùi nhẹ hơn so với các sản phẩm cùng loại. Hướng dẫn sử dụng, đây là phần quan trọng mà mình muốn chia sẻ trong video này. Cách phun ULV, chúng ta phun 1 lít Betamethasone 50EC với 10 lít nước. Chúng ta áp dụng cho 50 lít trên một nhà 50 mét khối hoặc là 0,5 lít trên 1 hecta. Cái phun hai là phun tồn lưu, chúng ta pha bình 100 ml cái chai như hồi nãy mình cho bạn xem hình ở chai, chai này như thế này, một chai 100 ml như vậy. Chúng ta pha với 5 lít nước, chúng ta phun 50 ml dung dịch vừa pha đó cho 1 m² bề mặt. Chúng ta phun ướt đều tất cả các mặt nơi côn trùng thường đậu, ẩn nấp và bò qua. Một chú ý đó là chúng ta nên phun 2 3 lần 3 tháng trên một lần để liên tục duy trì hiệu lực của hóa chất. Đây là một số hình ảnh minh họa về cái công dụng của sản phẩm Mẹ Sa các bạn nhé. Diệt trừ muỗi và ruồi rất là hiệu quả. Và các bạn để ý đây, mình thấy được đó là bẹp mơ sai hóa chất diệt côn trùng trong y tế, càng thấy hình con muỗi đây. Chai thì chai màu vàng, lưu ý là trên thị trường cũng có một loại mà chai màu trắng dùng để phun cho vườn rẫy ruộng. Thì các bạn phun trong nhà, các bạn diệt ruồi muỗi trong nhà, thì các bạn chọn cái hóa chất diệt côn trùng y tế này, nhớ là chai màu vàng. Mình sẽ làm một cái video clip về cái chai màu trắng. Về hướng dẫn an toàn thì các bạn khi phun thuốc phải mang đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su, đeo kính bảo vệ mắt, khẩu trang khi sử dụng hóa chất, không ăn uống hút thuốc khi đang sử dụng hóa chất, tránh hít phải hơi hóa chất tiếp xúc với mắt và da, không được sử dụng chai đựng hóa chất với các loại với mục đích khác. Sau khi dùng xong thì nên là chuyển giao vỏ chai sang cơ sở xử lý chất thải độc hại. Bảo quản hóa chất để thoáng mát xa tầm tay, không để phun với thực phẩm thức ăn gia súc. Thì mình xin đưa lên cái phần hình ảnh để các bạn xem lại một lần nữa sản phẩm. Và các bạn lưu ý rằng sản phẩm này là cái chai màu vàng, nắp trắng, cái in hình con muỗi các bạn nhé. Đây là sản phẩm của công ty Hợp Chí. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.